Anh em, đây là chiếc Pacee 110 anh em. Chủ xe qua mình này để lắp ABS. Anh này mình sẽ làm cái vlog cho anh em nhá. Anh này nhà có 3 con xe đều lắp ABS, đều xe ga lít. À, đèn ABS này. Như hôm nay không review cho anh em con đèn ABS đấy, mà hôm nay sẽ review cho anh quả đèn này. Mình bật lên cho anh em này, đèn pha nhá. Bật này, công tắc này. Đấy, đèn này. Anh em thấy không? Bây giờ mới là đến mi nhá, bật đèn này. Đấy. Pha cốt này. Đây là đèn cốt bình thường đi ban buổi tối thì là đèn vàng cho sáng nhá. Đèn zin này. Đấy, pha này. Cốt này, pha này. Các bạn cần sáng vàng thì chúng ta bật sáng vàng, còn cần sáng trắng thì chúng ta bật sáng trắng. Con này là con đèn LED mới của bên mình. Đấy. Anh em thấy là lên con đèn LED nhiều khi là rất là bị khó chịu ở cái mắt, đúng không? Ở cái ánh sáng của nó màu trắng ấy. Đấy, nên là nhiều anh em sẽ phải dán lại, nhưng đây là có hai chế độ luôn cho các bạn. Đây mình bật này. Mình bật này, trắng này, sáng không? Vàng này, sáng này. Mà giá rất là rẻ, cộng với là chế độ bảo hành chiếc xe rất tốt nhá. Xe này, đèn này bảo hành tận 1 năm cơ, đổi mới. Đó, ABS sau khi đi qua 11 km, ABS tự tắt này. Đấy, mình test cho anh em độ sáng này. Đấy. Đẹp vàng này, các bạn thấy không? Rất là sáng và bám đường nhá. Đấy, các bạn thấy không? Đây, mình bật đèn pha lên nhá. Bật đèn pha lên này. Đấy. Cái sáng trắng này rất ok đúng không em? Dành cho những anh em nào lắp cho quay dim rồi xe lít rồi xe ga các thứ cần cái ánh sáng. Đấy, bật cái đèn vàng này. Vì là tại sao mà cái ánh sáng trắng nhìn chưa thật sự rõ, vì là bây giờ là đang trời đang tờ mờ, tức là trời quá ga ấy, nên là cái ánh sáng trắng nó bị nhuộm màu vàng rất là nhiều. Đấy. Còn đi vào tối này, các bạn nhìn thấy không? Ánh sáng rất tốt luôn. Đấy. Đây. Bây giờ mình sẽ test cho anh em mở cái đèn tối, trời tối. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là sáng. Đấy, khi mà không có đèn chứ các thứ này. Đấy, rồi mình canh cho anh em nhá, soi vào số giác luôn. Đấy, các bạn thấy không? Sáng như này các bạn. Đây, mình bật, đây là ánh sáng trắng này. Bây chuyển sang ánh sáng vàng này. Đấy, các bạn thấy không? Sáng trắng, sáng vàng, sáng trắng, sáng vàng. Tắt đi. Đấy, bật đèn lên. Đấy. Trắng vàng, trắng vàng. Tắt đi. Ok anh em. Anh em, như anh em đã xem qua clip test rồi thì nó chính là con đèn LED này nhá. Đây, vỏ hộp đây. Đây mình đã tháo ra. Con này bảo hành 1 năm do nhà sản xuất nhá. Đấy. Cờ quan. Đấy, rắc cắm như zin này. Đây là con này là con mạch ở trong nhá, hệ thống điều khiển của nó. Đây, nhân của nó đây. Đấy, có quạt luôn nha anh em nhá. Quạt này bật lên thì quạt nó chạy rất là mát, nên là không sợ bị nóng nhiệt này, anh em nhá. Đèn bảo hành 1 năm luôn, đổi mới nhá các bạn nhá. 1 năm đổi mới. Thì con này là sản phẩm mà được Quy Tim Moto phân phối. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ Shopee của TikTok, hoặc là Shopee shop của TikTok shopee.vn/quytim.moto, hoặc là fanpage Quy Tim Moto phụ tùng xe độ Hà Nội nhá. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Bye bye các bạn.